Trong các hãng sản xuất điện thoại di động, BlackBerry luôn được đánh giá cao về độ bảo mật cũng như sự độc đáo trong cách bố trí bàn phím QWERTY và con lăn trackball. Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ là ông Barack Obama đã sử dụng điện thoại của hãng BlackBerry trong những năm còn đương chức vì những ưu điểm trên. Tuy nhiên, chính sự thành công trong quá khứ đã dẫn BlackBerry đến việc chậm chạp trong việc cập nhật những công nghệ mới. Chính điều đó đã đẩy họ dần vào vòng xoáy bị lãng quên. Làm giàu từ kinh doanh xin chào các bạn. Hôm nay, Làm giàu từ kinh doanh chia sẻ đến bạn câu chuyện thương hiệu của hãng điện thoại BlackBerry. Sự hình thành và những nét độc đáo của BlackBerry. BlackBerry là công ty sản xuất điện thoại được thành lập vào năm 1984 bởi hai sinh viên kỹ thuật người Canada là Mike Lazaridis và Douglas Fragan. Thuở sơ khai, công ty có tên là Research in Motion, viết tắt là RIM. Lúc đầu, công ty chủ yếu tham gia vào các dự án đơn lẻ như hệ thống đèn LED cho GM, mạng cục bộ cho IBM và thậm chí là hệ thống biên tập phim từng đoạt giải Oscar năm 1998. Năm 1999, công ty điện thoại Rogers của Canada đã ký kết hợp đồng với RIM để phát triển hệ thống mạng Mobitex của hãng. Việc phát triển hệ thống được thiết kế đặc biệt này đã giúp RIM trở thành chuyên gia tiên phong và hàng đầu trong lĩnh vực tin nhắn di động. 7 năm sau, RIM sản xuất ra chiếc máy nhắn tin 2 chiều đầu tiên. Những năm tiếp theo, công ty dần dần bổ sung các tính năng như màn hình màu, Wi-Fi, nhắn tin nhanh và duyệt web vào thiết bị của họ. Điều đó đã đem đến nhiều tiện ích cho người tiêu dùng. Năm 1999, thiết bị nhắn tin 2 chiều đầu tiên có tên gọi gắn liền với BlackBerry là 850 được hãng giới thiệu lần đầu ra công chúng và gây được tiếng vang rất lớn. Cái tên BlackBerry được đặt bởi một hãng marketing nổi tiếng thời bấy giờ là Lexicon Branding, theo cấu trúc bàn phím độc đáo của loại máy tính này. Trên cơ sở đó, RIM đã phát triển các dòng điện thoại với bàn phím QWERTY của mình, trong đó tập trung phát triển nhất ở kiểu dáng và tính năng nhắn tin. Điện thoại BlackBerry có thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận với người tiêu dùng, nhất là dân kinh doanh. Đây là phân khúc khách hàng mà hãng trực tiếp nhắm tới. Họ có thể trả lời email, tin nhắn, duyệt web, những thứ mà tưởng chừng là độc quyền của máy tính cá nhân thời bấy giờ. Phần mềm BlackBerry Messenger của hãng được đặc biệt yêu thích bởi giao diện người dùng thân thiện và khả năng truyền tải thông tin tới đối phương nhanh chóng. Khi công ty sớm nhận ra nhu cầu trao đổi và kết nối tức thì của con người, họ đã đẩy mạnh phần mềm này. Không chỉ có ứng dụng nhắn tin mà ứng dụng email của BlackBerry cũng được đặc biệt yêu thích. Thông qua BlackBerry Connect, người dùng có thể cài đặt phần mềm email của hãng ở nhiều điện thoại khác nhau và có thể trải nghiệm một cách tương đối đầy đủ các tính năng mà ứng dụng mang lại. Với những thiết kế độc đáo cùng những ứng dụng nhắn tin và email vô cùng tiện lợi, RIM dần dần chiếm được thị phần trên thị trường điện thoại toàn cầu. Đến năm 2007, công ty đã đạt được hơn 3 tỷ USD doanh thu với thu nhập ròng là 631 triệu USD. Thị phần của hãng đạt 9,6% trên toàn cầu, chỉ đứng sau những người khổng lồ như Motorola hay Nokia. Vào thời điểm đó, RIM đã ký kết được nhiều hợp đồng cung cấp các loại điện thoại có độ bảo mật cao cho chính phủ Hoa Kỳ cùng các giao dịch kinh doanh lớn khác. Điều này giúp cho danh tiếng của hãng đối với người dùng ngày một tăng cao. Năm 2009, số lượng máy BlackBerry bán ra chiếm hơn 20% số điện thoại bán ra trên toàn thế giới. Tổng thống Obama trong thời kỳ đương chức cũng sở hữu riêng một chiếc điện thoại BlackBerry với nhiều tính năng bảo mật chất lượng cao phù hợp cho người đứng đầu Hoa Kỳ. Sự bảo thủ và sụp đổ không ngờ của BlackBerry. Tuy nhiên, sự ra đời của iPhone đã thay đổi tất cả. Giai đoạn đầu khi chiếc điện thoại của Apple mới ra mắt, RIM không coi nó là đối thủ cạnh tranh. Công ty cho rằng phân khúc điện thoại của Apple hoàn toàn khác với mình và tất nhiên hãng cũng đánh giá khá thấp sản phẩm của Apple. Những người đứng đầu của RIM cho rằng điện thoại cảm ứng toàn màn hình sẽ chỉ tồn tại được một thời gian ngắn. Họ tỏ ra quá tự tin với những sản phẩm sử dụng bàn phím bấm vật lý của mình. Vì vậy,
OEM tiếp tục kinh doanh các loại điện thoại sử dụng bàn phím QWERTY như trước đây. Những năm tiếp theo, OEM phát hành điện thoại nắp gập BlackBerry và BlackBerry Storm. Đây là thiết bị màn hình cảm ứng đầu tiên của hãng. Storm đã bị các nhà phê bình đánh giá rất thấp. Họ cho rằng đây là một sự thất vọng rõ ràng vì hiệu suất kém cỏi và hoạt động chậm chạp. Nhưng điện thoại BlackBerry vẫn tiếp tục bán được vì một số lý do khác. Mặc dù iPhone tiện lợi và có hiệu năng sử dụng tốt hơn nhiều so với điện thoại của BlackBerry, nhưng lại có giá bán đắt hơn khá nhiều và được nhà mạng AT&T phân phối độc quyền cho đến năm 2011. Điều đó buộc khách hàng ở Mỹ phải lựa chọn giữa chuyển nhà cung cấp mạng di động mới hoặc chọn điện thoại mới. Do đó, một số lượng lớn khách hàng đã chọn ở lại với những chiếc điện thoại với phím bấm vật lý BlackBerry. Vì vậy, trong một thời gian dài sau khi iPhone ra mắt, chủ sở hữu thương hiệu điện thoại BlackBerry vẫn sống tốt với những sản phẩm đã lỗi thời của mình. Nhưng OEM đã đánh giá thấp mức độ thay đổi nhanh chóng của thị trường điện thoại thông minh. iPhone ngày một được cải tiến và chiếm được lòng tin của khách hàng. Hàng triệu người đã từ bỏ BlackBerry để sử dụng sản phẩm của Apple. OEM đã cố gắng theo kịp xu hướng bằng cách tung ra các sản phẩm mới như máy tính bảng Playbook hay là Touch. Tuy nhiên, các thiết bị này không được đón nhận nồng nhiệt. Playbook thậm chí còn được xuất xưởng mà không có ứng dụng email. Đây là một trong những lý do người ta sử dụng sản phẩm của BlackBerry. Vậy mà sản phẩm này lại không có chức năng đó, nên số lượng máy được bán ra cũng cực kỳ hạn chế. Kho ứng dụng cùng camera là những điểm yếu chết người của dòng điện thoại BlackBerry. Nếu như Apple và các công ty điện thoại khác có App Store và Google Store với số lượng ứng dụng được phát triển ngày một nhiều, thì BlackBerry lại tiếp tục hy vọng ứng dụng Messenger và email của mình nếu kéo được khách hàng. Trong khi đó, camera của hãng gần như không được đả động đến, dù nhu cầu sử dụng điện thoại để chụp ảnh ngày một cao. Tới năm 2013, BlackBerry mới bắt đầu có những sự thay đổi khi công bố việc phát hành bộ đôi điện thoại thông minh Z10 và Q10. Tuy nhiên, lúc này, thị trường đã thay đổi quá nhiều. Bộ đôi điện thoại này thậm chí còn có doanh số thấp hơn cả Lumia của Nokia vào thời điểm đó. Những thiếu sót này cuối cùng đã dẫn đến sự sụp đổ của OEM. Thị phần toàn cầu của OEM bắt đầu đi xuống từ 20% trong năm 2009 xuống còn dưới 5% vào năm 2012. Và trong quý cuối cùng của năm 2016, trong số hơn 432 triệu điện thoại thông minh được bán ra trên toàn thế giới, chỉ có 207.900 là thiết bị điện thoại BlackBerry, tương đương với việc thị phần điện thoại thông minh của OEM chỉ những 0% đôi chút. Cũng trong năm này, công ty điện tử tiêu dùng Trung Quốc TCL về cơ bản đã mua lại thương hiệu điện thoại BlackBerry, dẫn đến việc họ rời thị trường điện thoại thông minh 14 năm sau khi phát hành chiếc điện thoại đầu tiên. Đến nay, cái tên BlackBerry gần như biến mất khỏi thị trường điện thoại thông minh, cũng như Nokia vì quá kiêu ngạo và tự tin vào sản phẩm cũ mà không chịu thay đổi theo xu hướng thị trường đã dẫn đến sự lụn bại của BlackBerry. Quả thực, đây là cái kết khá cay đắng cho bất cứ ai muốn làm ăn kinh doanh. Trên đây là bài học kinh doanh từ sự thất bại của BlackBerry mà Làm Giàu Từ Kinh Doanh muốn chia sẻ với bạn. Bạn nghĩ sao về cái kết cay đắng này? Hãy chia sẻ với Làm Giàu Từ Kinh Doanh bằng cách bình luận bên dưới bạn nhé! Để tìm hiểu sâu hơn về kiến thức marketing cũng như cách thức xây dựng thương hiệu, Làm Giàu Từ Kinh Doanh giới thiệu đến bạn cuốn sách Marketing Giỏi Phải Kiếm Được Tiền của Sergio Grimman. Đây là một trong những cuốn sách bestseller hàng đầu về marketing được những chuyên gia hàng đầu khuyên đọc. Làm Giàu Từ Kinh Doanh chúc bạn sẽ thành công trên con đường kinh doanh của mình. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share, đừng quên đăng ký kênh Làm Giàu Từ Kinh Doanh, ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm Giàu Từ Kinh Doanh với chế độ xem đầu tiên, see first để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, marketing. Làm Giàu Từ Kinh Doanh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.